Kể từ ngày 30 tháng 9, hệ thống bày tỏ nguyện vọng EOI, một hệ thống tính điểm thường trú mới của chương trình nhập cư ưu tiên Alberta, AAIP, chính thức mở cửa. Sự điều chỉnh này nhằm mục đích nâng cao hiệu quả và quản lý tốt hơn quy trình nhập cư tương ứng với nhu cầu của thị trường lao động Alberta. Hệ thống EOI là cơ chế tuyển chọn dựa trên điểm số, trong đó các ứng viên sẽ bày tỏ mong muốn nhập cư vào Alberta. Cụ thể như sau: 1. Ứng viên sẽ tự khai báo thông tin về bản thân theo biểu mẫu quốc cơ EOI trực tuyến trên cổng thông tin AAIP. 2. Mỗi quốc cơ EOI sẽ được chấm điểm và xếp hạng bằng cách sử dụng hệ thống điểm quốc cơ EOI. 3. Ứng viên nộp thành công quốc cơ EOI sẽ được đưa vào nhóm quốc cơ Stream để được xem xét tuyển chọn. 4. AAIP sẽ tiến hành rút thăm liên tục từ nhóm quốc cơ Stream cho các luồng và lộ trình lao động cụ thể. 5. AAIP sẽ lựa chọn và mời các ứng viên từ nhóm quốc cơ Stream dựa trên thứ hạng điểm EOI của ứng viên, nhu cầu của thị trường lao động Alberta và mức độ nộp đơn. 6. Những cá nhân được chọn sẽ nhận được lời mời nộp đơn qua email. Động thái của chính phủ Alberta phần nào thể hiện tình hình chung của thị trường định cư, di trú Canada. Cơ quan di trú đang dần siết chặt hơn về quy định, điều kiện và cách thức tiếp nhận, xét duyệt hồ sơ. Khách hàng có nguyện vọng định cư Canada diện lao động đáp ứng đủ các yêu cầu của chương trình, hãy cân nhắc triển khai hồ sơ ngay lúc này để đảm bảo tỷ lệ thành công. Liên hệ AIMS Việt Nam để được miễn phí thẩm định hồ sơ và tư vấn lộ trình định cư Canada.